Và nếu quý vị bỏ lỡ các chương trình đồng hành Trên kênh H47 thì có thể xem lại Trên trong web của cuộc thi Tại địa chỉ là www.tiếnghácmảixanh.com Hoặc là trên trang fanpage Của Tiếng hát mãi Xanh trên trang Facebook Và giây phút này đây cho phép chúng tôi Xin được ngỏ lời cảm ơn đơn vị Tài trợ chính của cuộc thi năm nay Nhãn hàng OTIF Chúng tôi cũng xin cảm ơn các đơn vị hỗ trợ Hỗ trợ giải thưởng nhãn hàng keo Apollo Silicon Công ty cổ phần Quốc Huy Anh Màn hình hồng nhân trang điểm Và làm tóc Andrew Kiệt trang phục cư lê cường thịnh trí lữ gia nhiếp ảnh gia lý võ phú hưng hệ thống bình chọn sv media còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng chào đón quay trở lại sân khấu chín thí sinh của vòng chung kết cuộc thi tiếng hát mãi xanh 2013.